Thưa quý vị, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng xác định phải tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận, là đạo lý của người đảng viên trước nhân dân. Thực tế cho thấy, nhiều cán bộ đảng viên vì không thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa nên dần tha hóa, đánh mất chính mình, gây tổn hại uy tín của Đảng. Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 10 năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý. Đây đều là những con số biết nói về sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên, đồng thời cũng là quyết tâm cao độ nhằm làm trong sạch đảng với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh về vai trò nêu gương, rèn giũa, giữ mình của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên hiện nay. Cán bộ đảng viên trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, phải biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng tiêu cực, tránh tình trạng chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Tức là phải gương mẫu, phải giữ gì. Phải làm rõ 19 biểu hiện tiêu cực gắn với từng cá nhân, vị trí, nhiệm vụ công tác để xác định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả cũng là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được tổ chức vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng nhấn mạnh quyết tâm của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, để đưa công tác này đi vào nền nếp và thực chất, cần sự gương mẫu đi đầu trong tự soi, tự sửa của mỗi cấp ủy, cơ sở đảng, cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên. Trước đây chúng ta mới tập trung quan tâm vào công tác phòng chống tham nhũng, nhưng mà Ban chỉ đạo đã quyết định đưa các nội dung phòng chống tiêu cực vào trở thành một trong những nội dung cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý 19 cái biểu hiện về hành vi tiêu cực. Và nếu chúng ta soi vào đây, thì cơ bản chúng ta đều thấy có bóng dáng của chúng ta trong 19 cái hành vi này. Chính vì vậy mà tôi đề nghị người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị chỉ đạo đến từng chi bộ để tổ chức sinh hoạt, thảo luận, làm rõ 19 biểu hiện tiêu cực gắn với từng cá nhân, gắn với vị trí, nhiệm vụ công tác để xác định các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn. Đi kèm với tự soi tự sửa là phải tăng cường kiểm tra, giám sát. Vì vậy, thời gian tới, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó, triển khai các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực một cách sâu rộng, hiệu quả.